cái bão lụt sụp đất này kia, mình ở đây nó ít phải không? Không có, có mà nó ít, nó chỉ cái ngọn thôi, còn các chỗ khổ đó lắm, khổ dữ lắm, khổ bị là chỗ nào không đạo là đời vô liêm, cái đời chỗ đó mà không biết đạo nghĩa là Phật vũ sổ không còn đâu đó. Cho nên đó, sau này đó, mà hai nữa đó, bên Nam mình à, hiện bây giờ đó, tôi khuyên anh em chị em lớn nhỏ xa gần, ông Phật nói trai thờ nhiều kẻ chê cười, 1000 còn thiếu 1 người 100. Bên Nam này nè, 1000 có 99 người không được 100. Yeah. Đàn bà mang tiếng dục dâm, 1000 còn 500 người dân ngoài. Đàn bà bây giờ ta tu nhiều lắm. Nam mô A Di Đà Phật, con trình với thầy tổ chư vị trong quan Phật tổ, thầy chư vị sanh thần năm non bến núi của quyền Phật tổ cảm ứng chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng đạo hỏi năm nay năm mèo. Thầy có nói á, bước qua năm mèo á, nhiều chủ bơ vơ. Bước qua năm mèo hen, rồi thành hen, như tơ rối cuồng. Năm mèo tháng mèo chưa buồn, mà năm mèo tháng tháng hợi mới lị tuôn dầm về, vậy mà chưa bấy ủ ê trung ương vòng lộn ê hề thay phay. Bây giờ đây là vô khâu rồi, bây giờ đồng đạo nói ra bây giờ nghĩa là trong con giáp này thôi, mà nếu mà anh em đồng đạo Nam Mô A Di Đà Phật tứ phương, nghĩa là từ nước ngoài tất cả hết trơn, nghĩa là trong cái thế giới này, nếu mà ai tu một ngày, thầy nói tu một ngày trời Phật cũng thương, ai biết phải giữa nương của Phật, bây giờ ráng tu, nếu không tu thì không còn. Mà thầy có nói đó, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt, lành còn giữ mất chớ huyền Phật tiên, là trời Phật kỳ này trại ân xá là cứu chúng sanh, mà chúng sanh tu hiền á thì trời Phật mới cứu, còn nếu không tu á thì ra cho bụi hết, linh hồn chìm đắm trốn lê hà, nê là sình, hà là sông, là không biết chừng nào lên. Con người hiện mình bây giờ đó, Đức Phật cho biết đó là mình sống á trên muôn tuổi, trên 10.000 năm. Mà hai nữa đó là đây là tôi nói qua cái kinh sách, là sau này đó, một ngày thành bây giờ 2 ngày. Mặt trời mọc hướng đông, qua hướng tây rồi trở về hướng đông mới lặn. Mặt trăng cũng vậy, trăng á thì không có khuyết, tròn tối ngày, mặt trời như vậy. Mà hỏi vậy cho mình sống trên muôn tuổi như vậy là phải mình cảnh tiên, cảnh Phật, không đâu còn còn cảnh phàm gian nữa. Mà bây giờ muôn năm chỉ có một lần này thôi. Đức Ngọc Hoàng và các vị Phật Thánh Tiên xuống đây dạy mình để lo tu hiền làm lành lĩnh giữ, lo nghĩa là hiếu chung với hiếu thôi, chung vì đạo pháp, hiếu với gì cha mẹ là sống. Nó còn hai nữa, mình học đây á, ráng học cái chữ nhẫn. Cái chữ nhẫn á, đứng đầu Đức Phật thầy Tây An cũng nói, học không xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Còn Đức Quỳnh giáo chủ đó đề giải, nhẫn năng sự thế thị nhân hiền, nhẫn giá trị tâm phận thủ tiên, nhẫn giả hương lân hòa hỷ, nhẫn hòa khu phụ thận tình duyên, nhẫn tâm nhật nhật thường an lạc, nhẫn tánh nguyên miên đắc bảo triền, nhẫn đức bình sanh tiêu dạng sự, nhẫn thành phú quý vĩnh nguyên miên. Đó mà mình nhẫn mà được, mà phước đức mà có ăn nữa, thì nghĩa là Đức Phật có dạy rõ ràng cái chữ nhẫn là đứng đầu. Mà chung á với thầy tổ đó là sống, chứ không có, chứ không phải mà kêu mình lên núi đi non ha, là đi am ao cốc đi chùa chiền gì hết trơn, chỉ là Phật ở đâu, Phật tại tâm. Nó Đức Phật tổ có chỉ đó, Phật tại tâm chứ có đâu xa mà tìm kiếm ở trên non núi. Tâm tức Phật, lòng thành có Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Đó là còn bước qua nghĩa là từ đây sắp tới đó, khổ lắm, khổ dữ lắm. Mà Đức Quỳnh giáo chủ là thầy mình là một Đức Phật Di Lạc đó, có nói ở chừng nào sụp đất bão tố thì đời sắp hết, nhưng mà không biết năm nào. Yeah. Đó, nhưng mà đây là mình nói cho bà con thấy, mà ráng tu, mà ông nói tu kiếp kiếp, tu gấp nha, tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ chừng đối đầu có kiếm điên khùng, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt, lành còn giữ mất chớ quyền Phật tiên. Bây giờ tu gấp, ráng tu đi bà con ơi, ở xa gần bốn phương bây giờ ráng lo niệm Phật, ráng lo đoàn lành lắm lánh giữ đó. Mình còn nếu mà cái cô hồi nãy đó, Nam Mô A Di Đà Phật, hồi nãy cô giúp cho tôi một chút tiền đó, đó là đừng nói đó thầy. Bây giờ con hỏi là bà đó đừng nói đó, nãy là clip riêng rồi ha. Dạ, hôm nay cho con hỏi là thầy nói là như trong cái của
Như vậy không phải đó, đó là hạ nguyên nhất tí bằng nay, cơ trời đã kiến lập đời tương lai. Đó là như thế nào như hôm nay? Nam mô là Phật. Hạ nguyên giáp tí bằng nay là cái giáp tí, năm giáp tí ha. Dạ. Cơ trời đã lập thượng đời, lập trời thượng nguyên phải không? Dạ. Đó là đây là cái cơ trời là Đức Ngọc Hoàng và Đức A Di Đà, Đức Phật Tổ lập, không ai lập được. Đức Quỳnh Giáo Chủ với Đức Phật Di Lặc lập. Đó. Cho nên không phải mà mình lập được. Cho nên hiện bây giờ đó mình ráng tu, đó là cái lời đó là cao siêu dữ lắm. Đó. Dạ, Đức Thầy có nói thì ông hai, Thầy nói là mới mấy năm sao quá hao mòn, mà mà có đau không thuốc. Đó là qua chưa gì ông hai? Nó qua mà nó chưa qua, nó qua mà nó chưa qua, từ đây sắp tới, đói với nghèo sắp đến bây giờ. Vì thương đời nên lão kể sơ. Đó. Rồi bây giờ đói với nghèo nó sắp đến, chứ không phải. Nếu mà chiến tranh này không phải như vậy đâu. Chiến tranh nó còn nhiều dữ lắm, nhiều. Đó. Rồi thành ra nó giành giật, rồi thành ra bom đạn nó bỏ, rồi đủ chuyện hết trơn, rồi thành ra mình thất bát mùa màng. Bởi vì đói, ông nói đói với nghèo sắp đến bây giờ, vì thương trần nên lão kể sơ. Đó. Ông kể qua cái đói cái nghèo, bây giờ mình dám lo tu hiền. Mà hai nữa đó, cái người tu đó không phải sợ đói, là gì nữa là thầy có nói mà lúa ba về núi để dành ngày sau, cái người mà có thiện căn đó về núi non lúa thóc. Bây giờ nói anh em mà đi trong đồng đạo mà cái người có duyên căn theo thầy đó, chén bát chứ đũa với lúa không biết bao nhiêu ở dưới đó, để sau này để cho nghĩa là đồng đạo về đó mà dùng. Có một chuyện nào hay gì núi mà thấy được đó không vậy? Có chứ. Dạ, để cho mấy con nghe. Đó là gì, là lúc đó là lúa nó bay vô về được luộc năm non, mà hai nữa là vô trong cái luộc năm non đó là các vị Phật thánh tiên để đó là cái kho tàng quý báu không biết bao nhiêu lúa. Là nói về nghĩa là tới nói qua cái gì đây, là nói qua cái thiên cơ, nói cái núi Cô Tô mà dở ra rồi đó là gì? Ngọc ngà châu báu là không biết bao nhiêu. Yeah. Đó, để cho mà là mình hưởng là gì, vị là cái đời này là cái đời con người, mà nếu mà vô được hội Long Hoa là về được cái cảnh tiên rồi, không còn cái phàm tục nữa. Đó. Bởi vậy ước mong thế giới làm hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười, đó là con tiên con Phật chứ không còn con phàm tục nữa, không còn làm nhọc nhằn nhằn đã là lo sanh nhai gì chân của trời của Phật cho mình ăn. Đó. Như vậy là về cái cảnh tiên rồi. Bởi vậy nó là không còn cái phạm tục mà làm ăn nên là cấy cày này chứ, còn lúa thì hụt lúa bằng trái dừa nó ở ngoài nó lá lăng về, hụt lúa gạo, hụt lúa trời gạo đỏ điểm khuyên trái dừa nhắm sức cổ tiên trong mình ở ngoài lăng về ăn, rồi bây giờ mình có còn gì nữa. Rồi hai nữa là mình sống sót cái đời thượng nguyên thánh đức, người nào cũng đáp đạo hết trơn, không có người nào, nhưng mà trong đó sáu hạng. Nếu mà hai cháu mà địa cái dương căn cao á, về Phật vừa vừa, về tiên, về thánh, về thần, về dân, mà dân á, thì nghĩa là hưởng sự thái bình, mà dân này á, cũng cả cảnh tiên nữa chứ không phải có còn phạm tục nữa. Nó là sáu hạng, Đức Thầy xuống đây dạy sáu hạng rõ ràng. Cho nên hiện bây giờ anh em đồng đạo xa gần tu viên khuyến khích anh em đáng nghe, ráng làm phước, phước đức nhiều thì thiên cảnh đi ngài, chỉ làm phước thôi làm một cái về trời tiên rồi đó, phước đức nhiều thiên cảnh lên trời. Nó còn mình đừng có tạo cái ác, tạo cái ác á thì xa đà nhiều ngày thảm thay. Nó bây giờ ráng, bởi vì hiện bây giờ đó tôi khuyến khích hết trơn, tôi đây nè, năm nay là Mậu Dần, sanh năm Mậu Dần 86 tuổi 86 tuổi. Bây giờ ai mà không biết mà nói tên, kêu ông nói tên tới tuổi tới họ mà chửi tôi cũng vẫn cười, là gì? Đó là người ta tặng quà cho mình mà mình không vớt, là cái của đó là người ta xài, mình đừng có hơn thua hay là chẳng hạn gì. Mình tu á, bởi vậy thầy nói đứng thần linh vẻ mặt nhu tư, vậy mới phải tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy câu đạo, gây gỗ thời trái thiết của từ bi. Nếu mình gây gỗ thì không phải người đạo, phải nhẫn. Bởi vậy ông ráng nhẫn mà
dán nhẫn trăm phần dầu khó nhẫn, và thưa quan chức phận làm dân, làm nhân quá nhẫn, thự lương hiền chữ nhẫn, lợi truyền cũng Phật thánh thiên vương trước, hớn tầng hàng tính hẳn, hàng tính còn lòn trôn giữa chợ mà, đã không khổ nhục khỏi lưu phiền. Cái chữ tu là phải chữ nhẫn, chữ hiền mới tu mới được, còn nếu mà tu mà còn sân si ố là còn sân si là tu không được. Bây giờ mình phải diệt nó, diệt lục căn, đừng nhiễm lục trần đó. Đó là như vậy, đó là mấy đắc đạo mà dễ, dễ lắm bà con ơi. Tôi nói thiệt, tôi đây là tôi lên mạng, đây là tôi nói xa gần bà con, tôi nhắn nhủ bà con xa gần năm phụ lão ấu hết chân, ráng lo niệm Phật, ráng làm đành đến giữ, chỉ có một kiếp này thôi nha. Một kiếp này là nó thấy như vậy là nó sung sướng dữ lắm, sung sướng. Nếu người biết đạo mới thấy, thấy sung sướng. Người biết đạo mới thấy nghĩa là cái cảnh là cảnh thượng giới, còn cái người mà không biết đạo á thì chỉ nghĩa là chui vào cái đường địa ngục. Bởi vậy ông Phật nói thiên đường lộ ấy vắng que, cái cửa trời mở gì vậy mà không đi, ngục môn không cửa mà hè nhau đi. Lam Kiều hữu lộ vô nhân đáo, cái cầu Lam Kiều đó mà hữu lộ là cái lộ mà có mà không có người đến. Địa ngục dài than lắm thách tre nó chung chi dưới. Bây giờ cái thiên đường này mở gì vậy mình đi nữa là được giải thoát. Mà hai nữa bà con tu đây đã cứu được cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ của mình nữa, cha ông bà cha mẹ mong cho con nữa là tu hiền làm lành lĩnh dữ, mừng dữ lắm mừng. Còn nếu mình sai xưa dục lạc nghe, mà điều thứ nhất đó, nếu mà mình tu á mình giữ không được là tu không được. Cái điều thứ nhất thầy có nói, điều thứ nhất ta chẳng nên uống rượu cờ bạc áp hiện cho bờ sao đàn điếm, phải giữ cho tròn lưng lý tam can ngũ thường. Cái điều thứ nhất đó mình ráng giữ là nghĩa là mình đắc đạo tiên ở trần gian rồi đó, một điều một thôi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, này cho hỏi là đức thầy á, đó là kinh kinh bốn thế về tây, đấu nhìn trần thế chất thay ê hề là đó là như thế nào vậy hôm nay? Chinh chinh bóng thế về tây, cái nhìn cần thấy thấy sát thay ấy hay là cái mặt trời đó, cái mặt trời mà hướng về nghĩa là cái hướng tây này, chinh chinh bóng thế về tây đó, đấy nhìn cần thấy sát thay ấy hay đó là thầy nói là cái cơ, chứ không phải mà nói cái cơ đó là chừng đó đó 18 nước nó mới vô, nó tranh giành nó châu báu, cho nên nó chừng nào mà cái núi ông mới dở ra đó thì các nước nó mới dành châu báu như chừng đó đó. Bởi vậy ông nói chinh chinh bóng thế giờ tây đó, nó là cái nhìn trần thế thấy sát thay ê hề đó là nằm nước không có uống, nói thật không có nước không có uống. Chỉ là ở đây là tôi chỉ là thầy có dạy, chỉ là chỉ có nói là cái hồ năm chèo đó về nước có uống thôi, chứ ngoài ra không có nước. Nước ở dưới sông là máu không, thay nằm chặt đất mà máu chảy thành sông mà, nó như vậy đó. Mà tại sao mình sống, mình tu người sống là vì có chư thần niệm Phật, có bốn thần linh thường thường bảo hộ bên mình, bộ không bốn vị thần các vị Phật thánh tiên nghĩa là bảo hộ cho mình hết, chứ phải mình như cái người hung gì đâu. Cảnh khổ là gì đó rồi tu vậy mới còn á ha. Tu còn, tu là tu đó đâu cũng còn. Cái nó bây giờ chẳng hạn như tôi nè, bây giờ như tôi qua năm nữa mà tôi bỏ xác, mà thầy có nói tri xác mất hồn thiên không mất. Rồi trên đài cao mới gọi các linh hồn cho người lành giả ái bất nôn cúi đầu trước quy Phật pháp. Cái xác này bỏ chứ cái hồn đâu có mất. Đó, như vậy đó. Bởi vậy cái người tu là của Phật trời, nói cho ai nấy vậy mà tu thân, tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải xác thân người đời. Tu là có đức, tu là hiền. Phải có đức thôi. Cái người tu là không bao giờ mất, mà người không tu là không còn. Nghĩa là bởi vậy hồi nãy tôi lặp lại là linh hồn chìm đắm chỗ nê hà đó, nê là trình hà là sống ở ngoài biển chứ đó đâu có biết chừng nào mình lên. Hết cái đời thượng ơn á thì trên 10.000 năm, rồi qua cái đời trung ơn 2.000 năm nữa, rồi tới đời hậu ơn mới thả lên nè. Cái linh hồn đó phải thả lên nữa, không tu được phải chịu nữa, rồi bây giờ nằm đó hoài chịu đó, khổ lắm.
Bởi vì cái người tu là của Phật trời, nói cho anh ấy vậy mà tu thân. Anh em xa gần lớn nhỏ, dáng đó niệm Phật, dáng đó làm đành đánh dữ. Hiện bây giờ đó, tôi nói thật bà con đó, đây là tôi nói qua cái đạo pháp. Bà con có tài sản, nhà cao cửa rộng, hen, xe hơi nhà lầu. Khi bà con có mất, bà con đã đem được cái gì đó, chỉ đem cái tội cái phước thôi. Bây giờ hiện bây giờ mình dáng làm cái phước, nhận về cái cảnh tiên nó cư trần bất nhiễm là người thánh, lãnh tục đừng mê chứng vật thiền, phú quý tạo đời đem lại pháp, tham danh thế đạo trí đâu ấy, sao bằng cửa Phật vui thanh tịnh, lánh cõi trần mê giải nghiệp kia. Cái cảnh Phật này là cái cảnh thượng giới, là nó đẹp dữ lắm, và Phật thánh tiên là đẹp dữ lắm. Còn một cái phàm tục này nó khổ lắm, nó hai bữa nay thì đau mơ thì ốm đủ đủ chuyện, chuyện này chuyện kia, và thấy có bà con thấy cái gì vui sướng đâu. Chỉ có tu hiền làm lành lên dữ sau này mới về được cái cảnh giới mới sung sướng, nó về thượng giới cả cõi tiên mới bảnh nè. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Này cho con hỏi là nói là rừng lâm cây lá thấy ngày nay mà không có cách đài, nó là sao vậy này? Nói lớn chút à, mà Đức Thầy có nói là rừng lâm cây đá thấy ngày nay mà ruột năm non có cách đài, có phải là qua cái chùa Vĩnh Linh đồ chánh phải không? Nhưng này rừng lâm cái đá thấy ngày nay là trong cái hồi đó, đó là cái rừng Thất Sơn này đó là rừng, mà hai nữa đó là cái thùng rừng Thất Sơn là cái Thiên Cẩm Sơn, là núi Thiên Cẩm Sơn là núi núi cấm đó, là cái đó là cái đền vàng địa ngọc, mà hai nữa cái đền vàng địa ngọc này đó là của vua của mình mà trời Phật đã cho. Chứ sự thật là ông Minh Mạng tái sanh, ông đó là ông bây giờ ông tu 722 năm đắc đạo, ông mới trở lại đó là Phật Dương đó, độ chúng thế giới bình an đó, là rừng lâm cây đá thấy ngày nay mà ruột năm non có các đài, đó là đài cát là hết trơn, nó xin lỗi nói đó ha, hết trơn cả thế giới này nè, lấy vàng mà xây cái thành cũng không được, không đủ đâu, mà tại sao mà trời Phật cho nó là đền vàng địa ngọc, đó là đây là cái nước Việt Nam là quý báu vô cùng, cho nên Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Tổ, nó năm Đức Phật Di Lạc mới nghĩa là cho nghĩa là nước Việt Nam đây là cái cõi trung ương, hồi đó trung ương ở bên Tàu, bây giờ trung ương nước Việt Nam, cho nên đó là nghĩa là trong cái núi cấm mới có đền đàn vàng lộ vẻ thôi, ngoài ra không có núi nào có hết, đó là quý báu vô cùng nước Việt Nam ta, là nè, quý báu là gì, hồi đó là ở bên Ấn Độ đó thì mở cái nghĩa là Liên Hoa Hội đó, bên đây là Long Hoa Hội, nó hai cái hội này đó là các vị Phật lập. Dạ, ông hai cho con hỏi là Đức Thầy á có nói là tu kiếp nếu không quá trễ, là tu kiếp là mình tu như thế nào vậy? Dạ, tu kiếp đó là bây giờ mình ráng tu gấp, mình ráng làm hiền làm lành, đó là tu gấp mà, tu kiếp là cái kiếp là gấp, ráng tu mà bây giờ hiện bây giờ tôi mong cho anh em đồng đạo tu á thì phải làm hiền, mà chớ đừng có miệng kêu đào tổ phước, bề ngoài thấy bước vào chùa thấy Phật lại dài lui khỏi cửa, ra tay cấu xé, thấy quyền quý nó hai bữa giữa mé đặng bỡ bưng những kẻ hung trùng đó, mình niệm Phật đưa đường đó, không ai mình, nếu mình tu á, một ngày thôi mình nhất quyết là tu á thì cũng đắc đạo, một ngày một thôi. Ông Phật nó tu một ngày trời Phật cũng thương, ai biết phải giữ nương của mình, làm đúng theo cái chân truyền của giáo lý của thầy để lại nó, mình không xê dịch, không có tham, không thêm bớt nó, thì như vậy đó là mình là người tín đồ ngoan đạo của thầy tổ rồi, còn gì nữa. Đó là thầy kêu tu gấp là tu kiếp đó, tiếp là gấp đó. Bây giờ nếu mà để nếu trễ đó cái thời kỳ á thì bây giờ chừng là thấy cái khổ quá, niệm Phật gian mồm, niệm Phật Phật nào cứu cho, đến chừng đó niệm Phật Phật không có cứu được, bây giờ ráng tu trước đi. Bởi vì ông nói nếu để chờ chừng nào mà tiếng sấm nổ á đền vàng lộ vẻ là tu không kịp, nếu để chờ sấm nổ văn thinh e bá tánh ăn năn đã muộn, chừng nào tiếng núi ông mà nổ ra rồi thấy cái khổ là tu, không có ai cứu mình ở trên. Hiện bây giờ mình tu trước đó, là mình thấy cái khổ đó, là mình thấy cái khổ, cái mình thấy cái khổ mình mới tu, còn bây giờ đó hiện bây giờ còn yên tĩnh là mình không lo tu hiền, đến chừng là khổ ra mồm niệm Phật Phật nào cứu cho, đến chừng đó mình thấy khổ mình niệm Phật Phật đâu có cứu được,
không có cứu được. Đó là mình tu theo thời cuộc, tu theo nghĩa là nó là thấy cái khổ mới tu, còn không thấy khổ thì cứ không có tu. Đó là như vậy. Dạ, nhưng mà tới lúc đó là những cái cảnh khổ gì mà sao mình thấy mình tu nó không kịp? Cái cảnh khổ đó là chừng đó là nếu núi nổ rồi đó, thì có cái phủ lư đó, cái cột cờ nó dựng tới trên mây xanh chảnh đó, nó chiếu tới các nước, bảo vệ quân khiên thông báo xa gần cũng qua tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thấy phơi. Đến chừng đó đó nó mới vô, nó bởi vậy cái cửa ngã bát đó nó vô ngay nơi đó đó. 18 nước sau này 18 nước là nó lớn đó, là nó đánh bởi vậy Thất Sơn Đồng Lớn chiến trường gớm ghê đó. Đến chừng đó làm sao thu kịp, nó giờ thấy khổ quá rồi. Nghĩa là lớp này hùm beo Tây Tượng, lớp là giặc giả, lớp đủ cho ông Năm Chèo nữa. Rồi đến chừng đó mình thấy khổ quá, mình mới niệm Phật, mà gian mồm niệm Phật, Phật nào cứu cho. Bây giờ ráng tu trước đi. Bây giờ mình tu bữa nay, tu quy y với thầy tổ, với giáo lý, rồi ngày mai mà tiến. Nghĩa là núi nổ tu cũng được nữa. Bị là tu trước, tu lo tu. Còn cái này mình để tới thấy khổ mình tu là không bao giờ ai chứng kiến cho mình hết. À, có nghĩa tới đó là cũng như nào là cảnh khổ trên rừng, có cái câu giảng là gián to tên gọi mãn xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần, rồi cảnh ông Năm Chèo, rồi tất cả gì, rồi những cái người tu cũng có bị nặng không ha? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái người tu á thì có bốn thần linh giữ. Niệm Phật có bốn thần linh thường thường bảo hộ bên mình mỗi tháng. Là thú sau này đó, cái núi Bà Đội Om đó dở ra rồi đó, là bà gắn nhãn quan hết. Con nào cũng gắn nhãn quan hết. Cái người tu thì nó thấy nó cúi đầu, người không tu nó xé xác hết. Đó. Như vậy là Phật Thánh Tiên đã chọn mà để lừa lọc như vậy đó. Cái núi Bà Đội Om chừng dở ra rồi, rồi cái là thú không biết bao nhiêu mà nói. Đó. Rồi nữa là lớp 3 lớp chạy sau này đa đang ai mà ăn ở nghinh ngang đón đường nó bắt xác tan xác hồn không còn, mà cái người tu thì nó cúi đầu. Nó còn có chư thần chư vị chăm quan mới đem về cái chỗ mà có cái trị quả thần lung đó, mình ở trong đó đó để nghĩa là coi các nước tranh giành châu báu chơi. Nó như vậy đâu là sướng không, nó khỏi lo gì hết trơn. Còn hai nữa đó, bơm đạn đâu có vô được, trời Phật đâu có cho vô được. Nó đâu mới ở trong có cái trị quả thần lung úp vô đó, cũng như mình đi mà có cái dù mà che vậy đó, là vô đó là cái đồng đạo, vô đó là coi các nước tranh giành cháu báo. Nó quý dữ lắm, quý cái người tu là của Phật trời, nói cho ai nấy vậy. Mà tu thân tu hành chẳng được đức ăn thì cha ta chẳng phải sát thân người đời. Tu thì phải có đức, tu phải làm thiền làm lành có đức, còn mà nếu người không tu không có đức. Hiện bây giờ đó, tại sao bây giờ mình nói qua, thầy có nói bây giờ quỷ ma đi chặt đường chặt xác, bây giờ ở trước mặt mình đâu phải có nên cúc hiện bây giờ đâu có, mà thầy có 100 mới được có thôi 10 người, 100 mới có được 10 người thôi, còn bao nhiêu. Bởi vì văn minh vật chất bỏ gương xưa, nghiệp tổ tiên con cháu dạy bừa, học thói mới lăng làng theo sở dục, bây giờ dòm thấy tin là quỷ ma không chứ đâu phải người ta. Cái người ta thì tu hiền làm lành lén giữ, ăn chay niệm Phật hay là ăn nói phải có đạo đức đó, đó mấy cái người tu. Còn bây giờ đi ra thì nó là DM rồi rượu trà cờ bạc. Hồi nãy cái điều thứ nhất tôi đọc đó, 8 điều răn cấm, điều thứ nhất mà nếu bà con nào mà giữ điều thứ nhất được cũng đắc đạo tiên, đắc đạo tiên trần thế này địa tiên đó. Nam mô A Di Đà Phật. Hiện bây giờ đó cái thời kỳ này nó cấp rút rồi, bà con ơi ráng tu tu hiền, tu lên đây đó, tu nhắn nhủ bà con lớn nhỏ xa gần ráng đó tu đặng mà sau này đó mình là gặp thầy gặp tổ gặp Phật Thánh Tiên. Còn nếu không tu á thì xa địa ngục hết, không còn một mạng nữa, không còn. Đó, Đức Ngọc Hoàng vũ sổ, mà hai nữa là Đức Ngọc Hoàng đã đại ân xá chúng sanh kỳ này đó. Kỳ này là hồi đó tu 10 phần đắc quả, bây giờ chỉ tu có 2 thôi. Là vậy tại sao vậy? Thầy có nói khổ ta bà nhiếp lại 8 phần.
giếp hết 8 phần rồi còn có 2 à, mà dễ tu hết chứ, mà tu không được nữa thôi. Khổ to bà nhiếp đã 8 phần bởi sát sanh, bởi chúng sanh mang lấy sát thân, khổ thứ nhất sự sanh là gốc. Yeah. Đó. Cho nên mình tu có 2 phần à. Đó. Là được đắc đạo rồi còn gì nữa mà không chịu tu. Bây giờ ham chi cái danh vọng làm gì nữa. Cái văn minh vật chất này đó là vì nó cám dỗ lại người, nó kéo vào xa địa ngục hết trơn. Hai nữa, nói thẳng ra đó là tôi nhắn nhủ hết trơn đó, đồng đạo xa gần lớn nhỏ, phải nghe cái giáo lý của thầy, không có học ông nào hết trơn, không có ông nào Bồ Tát ha, là này chỉ có Đức Quỳnh Giáo Chủ là một tay Tá Quốc An Quang, một tay ổng là gì, dựng là đất nước, về dựng đất nước, về dựng cái đạo pháp, chứ không có nói ông này ông kia là nếu mà theo. Bởi vì ông nói tam thiên, tam là ba, thiên là ngàn, tam thiên lục bá giáng lâm trần khốc tử lâm tân quán quả dân 3600 mối đạo chúng đây nó phá. Mà hai nữa nó phá là cái các tôn giáo nó phá hòa hảo đâu được, ở trong ruột nó phá ra, nó phải ráng mà suy tầm cái lời của vàng ngọc của thầy để lại đó, mà mình phải coi đó là mình. Bởi vì chung với hiếu ta nên trao chỉ, hiền với lương bổn đạo đèn lộc, chung với đạo pháp, chung hiếu với cha mẹ là sống. Còn ông nào giàu mà nói xin lỗi, hồi đó đó tôi đi đó, ông này nè, ông ngồi kế tôi, ông ở với, ở Bình Thủy, ông nói ông ngồi thầy ngồi gần ông biết không? Tôi nói không, tôi là chúng sanh tôi không biết, nói sự thật. Nó đòi hỏi vậy chứ ông, thầy mà thầy tu gì ông biết không? Tôi nói dạ tôi quý ý thầy, tôi không biết hết được. Mà tôi nói thiệt với ông đó, bây giờ đó ông nào mà đi Hào Quang mà đi tới cái cổ cờ nè ngoài núi ông ghét đó, nói tao thầy thì tôi không nhìn, tôi không nhìn. Là tại sao như vậy? Là vì nữa là thầy tôi nói sau này đã thầy tôi vắng mặt nó còn giỏi hơn thầy tôi nữa. Chừng nào thầy tôi về ngồi ngồi giữa lái cái xe đó, tôi bò lại mà tôi hung cái ngón út của thầy tôi thôi, ngón giò út của thầy tôi là tôi mãn nguyện cả đời tôi rồi. Còn ông nào bây giờ hiện bây giờ ông nói ông là tuổi mùi, ông là ông muốn xưng thầy tôi hay sao? Ông đừng có mong. Tôi nói thiệt ông thấy tôi đi là mười mấy năm, 20 năm nay đó, là đi mười mấy năm rồi, bây giờ mới đi cách đây 4-5 năm nữa, không có đi nữa. Nó như vậy đó, không có ai mà nói qua được tôi hết trơn. Tôi nói thiệt là bởi vì thầy nói sống sanh ra phận ra ngoài, một đời một đạo đến ngày chung thân, như vậy đó mới chung với thầy tổ mới sống. Còn nếu mà nghe ông này ông kia rồi đó là hết. Bởi vậy ông Ba Thới hồi nãy tôi nhắc lại nè, làm tà đạo nhân hư bất dũng, giặc mà không giặc người lai không xài mà. Còn thầy nói dông sư phản đạo một lần để tiêu, tiêu hết. Hôm nay cho con hỏi là thầy nói là lao sao bãi bắt non tầng, quân phiên thông báo xa gần cũng qua, cái đó là sao vậy không hay? Cái đó là giặc chiến tranh, lao sao bãi bắt, đất bắt, đất bắt sau đó quá ruộng sâu, tàu mang đến đó gian câu đặt là đất bắc sao quá ruộng sâu 10 phần hết chính khó âu cho người, đó là đất bắc đó. Nam bắc cho nên á lao sao đất bắc đó là khổ lắm, cái người bắc sao khổ giống đó chứ không phải. Còn nước Việt Nam mình chỉ có bô 6 tỉnh này quay cái thánh địa hòa hảo, đó là cái trung ương. Nó bởi vì mình thấy bây giờ cái bão lụt sụp đất này kia, mình ở đây nó ít phải không? Không có. Có mà nó ít, nó chỉ cái ngọn thôi. Còn các chỗ khổ dữ lắm, khổ dữ lắm khổ. Bị là chỗ nào không đạo là đời vô liêm. Cái đời chỗ đó mà không biết đạo nghĩa là Phật vũ sổ không còn đâu. Đó. Cho nên đó, sau này đó. Mà hai nữa đó, bên Nam mình à, hiện bây giờ đó, tôi khuyên anh em, chị em lớn nhỏ xa gần, ông Phật nói chai thờ nhiều kẻ chê cười, 1000 còn thiếu 1 người 100. Bên Nam này nè, 1000 có 99 người không được 100. Đờn bà mang tiếng nhục dâm, 1000 còn 500 người dân ngoài. Đờn bà bây giờ cho tu nhiều lắm. Còn bây giờ mình lo rượu trà cờ bạc, thành ra nghĩa là Phật vũ sổ hết, không còn. Nói thiệt, đó là Phật nói cho tôi nhắc lại cho anh em. Bây giờ nếu có đợi mình bỏ,
mình quy y với thầy tổ. Bây giờ lúc trước tôi còn mê nó, mà mê á, thì chúng sanh còn giác này bậc tiên Phật. Hồi đó là tôi mê, bây giờ tôi đã quy y với Phật pháp thầy tổ, bây giờ con dứt khoát con bỏ, thì thầy mình chứng kiến liền, chứng liền tại đó liền, là vì mình đã quy y tỏ ngộ rồi đó, là mình khoát miệng là không còn phạm nữa, là thầy mình. Mặc dầu mình nói ở đây, tôi nói chuyện ở đây, nhưng thầy tôi ở đâu đâu cũng thấy hết, cũng biết hết, dùng trần thông thấy biết hết, chứ không phải mà nói tôi ngồi đây mà thầy tôi không biết đâu. Biết hết, thấy hết. Bởi vậy nghĩa là ngồi một chỗ mà ông dòm, ông dùng thần thông, ông thấy tất cả hết trơn. Nó cái người trung sao, người nịnh sao, cái người hiền sao, cái người giữ sao là trời Phật thấy biết hết. Bởi vậy thầy có nói đó, ở đâu cũng vậy, nghĩa là miễn mà cái lời chân chánh nói là Phật chứng liền. Hai cho con hỏi thầy, nói là hỏi đi. Nhị niên giai tiền định quần lai thân cổ mới bình yên là sao vậy hôm nay? Nhị niên là 2 năm, dạ. nhị là 2 phải không? Niên là 5 phải không? Mà nhưng mà nhị niên giai tiền định quần lai thân cổ mới bình yên từng đó là 2 năm, mà 2 năm đó là thầy có nói 2 năm đó dậu thân. Tức hợi nhị niên giai tiền định. Dậu thân bình trị. Trong mà Âu Ca tới năm dậu, mà không biết năm dậu nào, dạ. nhị là hai, niên là năm, nhị niên giai tiền định quần lai thượng cổ mới quyện bình yên chừng đó đó, 2 năm đó, đó mà dậu Phật ra đời thế giới bên mạng chừng đó mới Chúa mình mới ra đời, là ông Minh Mạng đó, ông Minh Mạng ông tu 72 năm đắc đạo đó, bây giờ ông bây giờ sau này ông trở lại ông ngồi đó là Chúa mình đó. Hai cho con hỏi là thầy nó nói là tầng ban hậu hạng tiên diêu động đó, thập bát chư nhu đận quan ca dương gian mãnh phú trừ tràn ác đế thứ hậu lai khổ kiếp ca, tầng ban hậu hạng tiên diêu động phải không? Yeah. Đó là bây giờ sự thật là cái thằng Trung Quốc bây giờ làm đầu. Bây giờ đó, hồi đó đó nghĩa là chú Trịnh chú Nguyễn mình đó, ông Lưu Cương Chính đó là nghĩa là giúp cho ông Nạp Thu, ông Nạp Nộn đó là cái người Miên, cho nên đó, hai cũng như hồi đó mình với quốc gia với cộng sản vậy đó, rồi nó là cho nên ông không giúp được nữa là gọi đàng hoàng cho một tỉnh, cho một quận đó, bây giờ một tỉnh cho mình á, cho nên từ mình ở ngoài miền Bắc chứ không phải đất mình ở đây, cho nên sau này cái thằng đây là tôi nói tắt qua cái thằng Trung Quốc này đã làm đầu hồi đó đó, mình giúp cho nó rồi đó, ba cái đầu Miên đó nó lấy nó nước nó cho mình uống, bây giờ nó nói mình á là chặt đầu ông cha nó nấu nước cho nó hầm tầng ban hậu hận tiêu diêu động, cho nên sau này đó thầy có nói chạy đâu cho khỏi nước tầng, ngày sau thế cuộc xây dần về Nam khoai lang lại giới khoai mì, đến khi tầng khởi đậu thì khẩu ta cái thằng Trung Quốc nó làm đầu thế nào mình cũng phải chịu, mà hai nữa nó đi từ đâu tới đâu, nó đi từ Nam Giang nó đi xuống tới Mỹ Tho, nhưng mà nó đi nó không có về, nó đi rồi nó không có về, tiêu hết khóa đích tiêu hết không còn nó, cho nên hiện đó là tôi nói theo kinh nha, chứ không phải mà tôi nói, đó là sau này đó cái thằng Miên này thì nó hậu hận mình, nó nghĩa là nó đánh anh mình, đánh mình mà hai chi nó, phải chi phải nó đâu. Một mình nó thì ăn thua gì, qua liền năm nước chặt đàn, qua lộ văn giáo máu tràn như sông, đổi nhật đổi nguyệt đổi phong, đổi năm đổi tháng đổi trong ngày giờ, đổi ông cha đổi lại đổi nhà thờ, đổi cồn đổi bãi đổi cờ Nam Bang, trời xây âu áo bốn phương nước tràn bờ cõi mới an, thời kỳ chuyển lưng bỏ bực quyên thầy ngửa nghiêng trời đất mới lập thầy thượng ơn, khuyên trong anh chị làm ơn ăn ngay ở thật đừng hơn còn hơn làm giàu, giữ sao cho khỏi máu trào, giữ sao cho được cẩm bào Phật ban, chó ai mà bỏ nhà quan đó tới năm đất thấy không? Yeah. Khổ không, chó ai mà bỏ nhà quan thay châu chết đói ngổ ngang hung sùng, heo tôi đã đúng làm hàng cạo lông chia thịt con tàn năm năm châu, chuột nhỏ đào ổ quá sâu nằm đêm ca hát ai đâu biết gì, tay chuông tay mỏ tu trì tranh mưu ái quốc tranh gì kế sâu, chờ cho chú chọc thỏa câu là cái hàng Nhật Bổn. Yeah.
trời cho chú chột thả câu áo kia mất nút còn đâu mới là áo kia mất nút chắc có thể đồng đạo chắc không biết ha. Ông y xin nút đó, ông y xin nút ông mất còn y xin bấu là con nói ra nước mắt trang hòa thương cho anh chị khó mà thả thanh. Y xin bấu nè nó bây giờ nó làm vua cho nên nó mới khởi. Nó nghe cả thằng Trung Quốc làm đầu nó đánh mình. Mà nó có làm gì được Việt Nam giao với đạo pháp. Cho nên á còn á sau này Chúa mình ra đời đó, nó là dậu thân bệnh dị trong ngoài áo cá mà. Dậu Phật. Hôm nay cho con hỏi là như thầy nói đó là con sông nước chảy dòng cầu này cho đến Việt Nam sông Tiết Tha đó, là con sông nào vậy? Dạ con sông nước chảy dòng cầu đó là con sông Dòng Nam. Dạ. Đó là con đó, bên đây là Tiền Giang, bên đây là Hậu Giang đó. Trên con sông nước chảy dòng cầu đó. Ngày sau có việc thảm cầu Thiết Tha. Chừng ấy nổ vị phong ba là chừng đó là ông Năm Trèo nổ lên. Có con nhiệt thú nuốt mà người hung. Đến chừng thú ấy phục tùng quá gia mới biết người hung là ai. Mà cái người mà hung đó ha. Ở đâu chư thần có kéo đúc cho nó. Nó ngáp một cái là 500 đó. Không phải nó ngáp nước mình không nha, cát nước luôn đó. Nhưng mà nó ngáp một cái là 500. Mà tại sao mà cái người hiền nó không có đó. Cái bởi vậy thầy có nói cứu lương hiền. Ông Năm Trèo này là ông có hàm ấn của Đức Ngọc Hoàng mà đó. Khi mà ổng cát nước mà vô đó, nghĩa là bỏ bơm mà bắn ổng là ổng dùng thần thông ổng đốt cháy hết trơn. Chỉ là không có nước nào là ngầu đó mà ngẩn ngơ hết trơn. Cho nên thầy mới về, thầy nói bây giờ mấy ông sao, bây giờ mấy ông thâu được chưa? Không được, thầy đi trên mặt nước, thầy lại gọi đàng hoàng á, thì nó quá lại con lông mã, thì thầy cởi nó, thầy chạy đi lên ngã là lưng đó, thầy đưa lên về trời. Đó là cái nó có hàm ấn, đó là ông Năm Trèo đó. Năm Trèo là 6 thằng hay không hay? Nó nuốt cán nước hết trơn, không phải nước mà nước mình đâu. Như thầy nói là thời kỳ này đó mình tu pháp môn nào để cho nó kịp kỳ đúng không? Cái thời kỳ này gì không hay? Bây giờ cái pháp môn tịnh độ. Cái pháp môn tịnh độ đó, đi đứng nằm ngồi. Bây giờ chẳng hạn như hai cháu để đây này. Bây giờ đó mình đi cũng niệm Phật, mình niệm chống tâm mà. Đó. Nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp, việc biến chuyển thiên cơ rất cấp, khuyên chúng sanh niệm Phật coi trời. Mình tưởng Phật trong tâm hoài đó, rồi đi đứng nằm ngồi. Bây giờ chẳng hạn gặp cái cảnh gì đó là chư thần đó là cũng độ mình hết trơn, không có cái gì mà tai nạn hết trơn đó. Bây giờ mình đi xe mình cũng niệm Phật, niệm trong tâm vậy thôi. Bởi vậy ông tại sao ông Sáu này, tôi kể qua ông Sáu này hồi đó cái đồng tháp đó, ổng đi vô đó là lúc đó là cái thời chiến tranh đó, ổng thấy tất cả mà anh em trong đồng đạo á thì không đất đất các ổng mới đi khuyến khích là ổng mới xin hai bên hết trơn cho tôi nghĩa là vô mở ruộng nghĩa là anh em đồng đạo đi đó. Rồi nghĩa là ổng đi trước, ổng cầm cái cây ổng gậy mà đi, ổng đi đông đông Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, có bỏ mà đồng cách mạng để gài mìn mà nó nổ một cái đùng một cái đó, ổng bước vô ổng nổ cái anh em đồng đạo đi 36 người sau nói trời ơi, chắc ổng chết quá. Trần thấy lợi lên lợi rồi đã ổng đứng dậy. Ổng đứng dậy là không có gì chứ. Bởi ổng niệm Phật không có cái áo ổng này, cái vạt áo chỉ cháy vậy thôi. Nó cho nên á đó ổng mới mở được cái trong đó để dìu dắt cho anh em đồng đạo đồng thấp 10 đó. Đó là vô đó mà nó là khai quang mà làm ruộng đó. Đó. Còn cái bà này nữa, bà đi chợ, bà đi cái quốc gia đi vô ở trong này cách mạng kích hai đàn bắn, bà nó chết rồi giữa hai đàn mà đụng với nhau, bà nói trời chết rồi, một Nam Mô A Di Đà Phật, nếu con có chết thì trời Phật cho con nữa là nó là siêu thoát về, nghĩa là lo con tu quả là niệm Phật hoài. Cái cây tre bà lớn mà còn đạn á, bà ngồi như tôi như vậy nè, nát hết trơn, xanh quanh nát hết trơn, mà chỗ bà không có gì, giả táo cháy cả. Dạ. Cái lớp cũng giờ nghĩa thôi. Có một nghiệm không anh?
Một nhiệm dữ lắm, đã hiện bao giờ mà bà đi núi bà nói mà, bà đi lễ bà nói mà. Nó đâu phải nói chuyện đời xưa đâu. Cho nên á, bởi vậy cái niệm Phật này, nó, cái pháp môn niệm Phật nó cao siêu dữ lắm, sao siêu. Nó, bây giờ chẳng hạn như mình đi đâu mình niệm Phật không có cái tai nạn gì hết trơn á. Mà nhất tâm niệm Phật nha, đó là mình tu, đó là tu mau đó. Chứ đâu phải mà vô lên núi, lên non tu hay là vô chùa, vô chuyện là tụng kính có mỏ. Mà đâu phải, ông Phật Thích Ca ông chỉ cái Phật tại tâm mình đó, không ai cái tâm mà. Cái chữ tâm là quỷ hay ma tiên chứ Phật cũng là tại nó, là do nó cái tâm của mình. Không ai cái tâm. Đức Phật Tổ cũng vậy. 6 năm ngồi gạch đi liên thiền, Ngài không đắc đạo, mà 49 ngày ngồi gốc cây Bồ Đề, Ngài mới hồ quang phản chiếu, tìm tín trong tâm Ngài, Ngài mới thấy đắc được quả Đức Phật Tổ. Cho nên á, ổng mới chỉ mình, ổng nói các chúng sanh đều có như ta, bị văn minh vọng tưởng, cậy tà nên quả lộn, ta bà quả khổ. Ổng nói mình cũng như ổng vậy, tại mình mê. Nó, ổng lìa cha già, vợ đẹp, con cưng, thân chẳng xá, sống phá bờ bụi, mà Ngài thở ấy nên 19 tuổi, tâm đại hùng, cương quyết, tu trì. Đó, cái quyển năm đó tôi đọc hết, chứ mà không để tôi đọc, bật đọc như vậy thôi. Đó, cho nên á, cái tâm đại hùng, đại lực mới được. Nó ráng lo tu hiền, ráng làm lành lĩnh giữ, đó là cái pháp môn nào không bằng cái pháp môn niệm Phật A Di Đà. Cho nên á, bây giờ chẳng hạn như gì mình cúng rồi đó, mình cầu siêu cho cha mẹ là gì, ông sư giải bán khoai ông nói đó, Nam mô Đức Phật Di Đà cứu cha cùng mẹ tu mà siêu thăng, tụng kinh trăm cuốn cũng không bạc nữa. Nó mình chấp tay mình Nam mô niệm Đức Phật Di Đà cứu cha cùng mẹ tu mà siêu thắng, như vậy đó còn đọc nữa, ông nói tụng kinh trăm cuốn cũng không bằng nữa. Đó là đức thầy của mình có giải mình đó. Cho nên cái làm cái chữ hiếu đứng đầu đó. Bây giờ chẳng hạn như ráng lo làm hiền lần lần, ráng là chữ hiếu là sống, mà sống cái đời thượng ơn, sống rồi tiên Phật thánh, tiên đó ở chung với mình, cái hộ Long Hoa nó nằm tại nhà bàn mà. Chứ không phải đó, nó ở trên trời đâu. Đó, hậu Long Hoa mà, chọn kẻ tuân mi, người hiền đức mới được hò chân Chúa. Bà con ơi, tôi xin, tôi nhắn gọn nhủ xa gần hết trơn, tứ phương bà con ráng tu hiền làm lành đến giữ, sau này được hưởng cái phước báo của Thầy Tổ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn bác Hai đã chia sẻ cho bà.